Anh về rồi hả? Anh! Anh bị làm sao vậy? Không sao. Anh được cái ảo tưởng là em lo lắng cho anh. Chỉ là băng bó vết thương sơ sài như vậy, dễ nhiễm trùng lắm. Người ta sẽ nói là anh có vợ ly tá, mà không biết chăm sóc chồng đó. Anh qua đó ngồi đi. Anh đợi em xíu nha. Công nhận băng như vậy rồi mà anh vẫn đẹp trai lắm luôn á. Anh lên tắm đi, em bật nước nóng rồi đó, nhớ đừng để nước dính vô băng nha. Tắm xong là anh xuống có cơm ăn rồi. Anh mệt không muốn ăn.